Đó, áo của Thierry Stey, nhưng mà chuyển nhượng lại cho Kim Messi. Hello anh em. Và hiện tại là mình đang ở ABC ES. Trường ABC ES. International School. Áo di chuyển mình đang mặc hôm nay là áo Chivilla, được team mình sản xuất và đem vào kinh doanh rồi nha anh em. Ai muốn mua sản phẩm này để ủng hộ team mình thì link trong phần mô tả nha. Mua trong ngày 4 tháng 4 được tặng kèm vớ và receipt luôn nha. Đó, mọi người đọc được không? Này có mặt với lại. Chứ thầy đọc là méo miệng luôn. Đó, anh cũng đi chung ra sân bóng đây. Đi đại đi em. Đó, nay mình với lại Kim Messi có trận banh tại trường ABC IS. Wow, trường hiện đại quá. Này có thẻ bây giờ nè. Trận banh hôm nay là mình đá với mấy anh em YouTuber, TikToker. Và mình nghĩ đây sẽ là một trận banh vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Trời ơi, đi xa dã man 20 cây số từ Gò Vấp qua. Mà áo của mình hôm nay là TV Style à, người ta rất là nhiều người ở đây, nhưng mà chân mình thì đau rồi, mình không đá được, mình chuyển nhượng sức đá lại cho Kim Messi. Đá dùm. Ô, sân đẹp quá trời luôn. Hello Phúc. Đây là đồ của chúng ta. Hello Nick. Hello anh Thi. Hay quá, nay gặp Nick đây. Tuyệt vời. Đây là Nick Quy Trần, một thủ môn có một kênh TikTok rất nhiều follow đấy nhé. Ngang ngửa lượng follow với kênh TikTok của mình luôn. Không phải dạng vừa đâu. Và thật sự ấn tượng với bạn này. Vừa tài năng, vừa rất đẹp trai nam tính. Gặp trên mạng nhiều rồi. Nay mới gặp ngoài đời. Ha. Ok. Vinh dự quá. Nha. Rồi, ok. Anh thay đồ cái. Hôm nào mình làm cái clip chung. Ok. Giờ vô làm luôn nè. Em với anh làm cái video mà em được dịch thần gốc của em á. Dạ. Ok, có luôn nha. Hôm nay có mang máy theo luôn nè. Ok. Vậy nha. Ơi trời, idol này đây. Idol nào đây? Trời ơi, Thịnh Vũ ơi. Đi đâu cũng gặp keeper đắt xô nhất Sài Gòn là đây chứ đâu nữa. Đồ của Team Restyle. Yeah, hi Warren. Yeah, nice to meet you. Và đây là Warren, một YouTuber mảng sút bóng cực mạnh. Bạn làm YouTube từ rất lâu rồi, nhưng mà không có hoạt động nhiều nữa vì phải lo công việc thầy giáo tại trường ABC International School này luôn. Lần sau có dịp, mình sẽ làm một clip riêng cùng với Warren nha. Ủa, bạn nói tiếng Việt được không ta? Một chút. Ok. Anh có chơi không? Bị đau chân. Ok. Bị đau chân nên không chơi được. Có siêu phủi Kim Messi chơi giùm. Đó, áo của Thierry Stey, nhưng mà chuyển nhượng lại cho Kim Messi. Này, áo này đá trời mưa bão quá. Được không? Mưa to gió lớn. Ok, vậy nha. Rồi thay đồ đi. Phúc ơi, Phúc. Bên mình có ai ta? Đồng đội của mình với lại đồng đội của anh là đồng đội của Kim Messi là hôm nay có ai nè? Có em. Em. Ô. Một. Fabo. Huỳnh. Fabo. À, Fabo. Nặng cân anh kia. Goalkeeper chuyên nghiệp. Yeah, có anh Thịnh bên đây nữa. Rồi quá hoành tráng luôn. Bi kinh kết ở đằng xa. À, có Bi nữa hả? Long Thổ. Ô. Ghê hả? Siêu mạnh luôn mọi người. Long Thổ chân trái đó Messi. Trà Linh, siêu cầu thủ. Có Linh. Trà Linh, Trà Leo. Ok. Ủa, Hoa, em ở đâu? Em tim chả rồi, nghịch tim rồi. Đây là Đỗ Thanh Hoa, một cầu thủ nữ có kỹ năng đá bóng rất là tốt nha. Không tin thì cả nhà cứ xem đi rồi sẽ biết. Sao đây, lát nữa kèm Messi kèm sau đây. Hả, lát nữa em vô em ôm Messi nằm trên sân luôn, khỏi cần kèm. Này may quá, anh với Messi cùng tim. Nhưng mà sợ qua đóng kỹ tay thôi. Chết tôi rồi, bên kia qua đình mới hết bệnh nên chắc cũng cái độ sút nó cũng giảm lại xíu. Dạ dạ, ok. Đội này sẽ thắng. Khẩu pháo đã lên nồng. Chân cũng lên đồ. Đó, này ráng ghi nhiều nhiều nha. Đối thủ thấy cũng cũng thơm đúng không? Nói thơm thơm chứ. Bên kia có qua đình đấy, anh coi sao đi. Qua đình với Bieber, các bạn Bieber chụp cùng
nhưng mà lát nữa mà Warren mà đứng trước mặt anh mà dơ cái chân lên thì anh làm ơn anh quay mặt đi. Không, anh sẽ không cho Warren dẫn bên qua chân phải. Dạ. Ở đảo anh sẽ bứt cái điện thoại. Ổng xuống hai chân đâu rồi. Ông cần biết anh chỉ bứt chân phải nhưng giá trước được cứ xuống. Ok ok. Nhưng mà nhớ quay mặt đi á chứ không là banh tao không. Không muốn cái gì mình dây được mà mình dây đâu có phạt đâu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok nha, ok nha. Wow, hình như banh C1. Banh xịn đấy. Đã đâu vậy Si? Hello Bi. Long time no see. Đây là Bi Mắt, chắc không cần phải giới thiệu, anh em thừa biết Bi Mắt là ai rồi chứ nhỉ? Banh Champions League nè. Kể ở đây, cặp đôi miền chân trái miền Bắc và Nam. Long Thổ và Kim Messi. Dạ. Hay quá, anh em gặp nhau là duyên trời định luôn rồi, chung mà áo luôn. Chỉ có mình em ngược áo thôi. Mới đi xin được cái áo, mới đi xin cái áo mà. Chứ không lẽ ra phải mặc cái áo này, quay lại cho mình được rồi. Anh em mặc bộ này. Ôi trời, đùa cháu rồi. Anh em đùa à? Gánh dùm. Đổi áo với Kim Messi cho Messi đá, anh đá không được. Ok, biết Long Thổ lâu. Xem mấy clip TikTok em á. Suốt hơi bị dữ á. Em suốt hơi bị kinh luôn á. Kinh. Em tỉ skin của anh đó. Thôi giờ muốn xỏ thì cũng khó rồi. Không xỏ được đâu. Giờ đi lại còn khó nhưng mà style này cũng ngộ á, style này giống anh á. Không biết có copy không đây. Không, em thích đi kiểu này ạ. Dạ. Nhà anh có bữa anh mua đôi Puma Evo Speed á, đôi màu cam với hồng á. Người ta hỏi miết à, nhưng mà giờ đâu có hàng đâu. Nhưng mà giờ chỉ cho người ta là mua hai đôi, mỗi đôi màu mang về cũng ok. Này style của em hay á. Bi kính cận. Và wow, tóc đẹp thế. Sorry vì cũng có một số bạn TikTok nổi tiếng khác mà mình không biết lại. Huỳnh Long Thổ, Fabo, Kim Messi, Đỗ Kim Phúc, Hoàng Tôn. Và Thịnh Vũ. Bên đây Việt Anh, Warren. Hẹn dịp khác, năm sau. Năm sau mình làm lại Bi à. Nha. Đỗ Thanh Hoa, Warren, Nick, Hoàng. Vô, mặc áo thi freestyle, đối đầu với là thủ môn Nick. Vô. Vô, gãy hoàn toàn luôn. Ghê. Yeah. Phân tích pha này xíu nghe. Nick chơi tâm lý anh Kiên nhưng không thành công. Phần nữa là anh Kiên quan sát xem là Nick đổ bộ hướng nào rồi mới đá. Thấy Nick sang sang trái, anh Si đá sang phải, xong việc. Ủa của em à? Phải không? Của em chứ. Gì mà mấy chục tỷ ở đây ghê vậy? 10 tỷ. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tỷ các bạn ơi. Rồi, 10 tỷ luôn hả? Zimbabwe. Mình giàu rồi anh em ơi. Tí như cái tờ này mình coi bên nước người ta là đá là mua được con ổn mì nữa các bạn. Yeah. Như thường lệ, ai muốn mua vớ giống như mình, link phần mô tả nhé. Áo hồng vậy chứ. Lúc đầu là áo xanh nha anh em. Cảm ơn Nhuần đã hỗ trợ áo thi đấu cho các bạn TikToker, YouTuber ngày hôm nay nhé. Ok, sau đây là đội hình của chúng mình. Cánh phải là có Lê Bóng, hai em. Yeah. Dạ vâng ạ. Bạn này thì quá nổi tiếng rồi, chắc mình không cần giới thiệu gì đâu. Tiền đạo của bên mình sẽ là Hoàng Tôn. Chân giữ tiếng giữa sẽ là Bi Kính Cận. Dạ, Fabo Nguyễn Gia. Đây là Fabo Nguyễn, một rich kid rất là nổi tiếng trong cộng đồng Hyperbeast Việt Nam. Nhớ subscribe anh của anh trai này nha mọi người. Đây, còn cánh trái của đội mình sẽ là Long Thổ. Rồi. Yeah. Đây, khung giữa của mình sẽ là Đỗ Kim Phúc. Yeah. Đủ rồi. Còn mình sẽ đá vị trí trung vệ. Rồi sau lưng mình sẽ là anh Vũ Thu Môn. Tên chính xác là Vũ Thịnh của Rokeeper nha anh Si ơi. Đá banh mà nam nữ trộn lẫn thế này thì cả nhà hiểu rồi chứ gì. Trận này giao lưu vui vẻ thôi. Nhưng yên tâm, mọi người đã nhiệt tình và hấp dẫn lắm. Nên mọi người cứ xem hết đi nha. Thả phút luôn. Bay.
Phúc à. Ok, đó Phúc ơi. Vừa mới bắt đầu trận đấu mà Nick đã được trổ tài rồi. Bị luôn, anh. Ông bà giữ đi. Ông mình. Sau lưng nha. Ném biên sai. Trời ơi Việt Anh ơi, em theo Phúc bao lâu rồi, nó không dạy em ném biên hả em ơi. Giữ bóng, lỡ là bóng ok. Thử lại cái xem làm được không nào. Ok, lần này thì khá hơn rồi đấy. Đúng rồi, phải không? Một pha va chạm giữa Kimesi với lại Warren. Ok. Chào lưng. Anh. Ôi. Sao ngoài đàn. Ok. I don't see you. Accident. Yeah. Ok. Gớt xuống. No, accident. Hay quá anh Dũng ơi. Lúc nãy Nick đã lên tiếng, nên bây giờ anh Thịnh được dịp trả lời. Pha này Thịnh bó tay rồi, nhưng bóng lại chệt cột dọc. Đâu? Đi bay. Bóng đi à? Phéo xanh đã có bàn thắng mở tỷ số. Một cú đá chạm mông cầu thủ áo hồng, đổi hướng và làm gãy hoàn toàn Nick Duy Trần. Một bàn thắng khá may mắn cho Bi Kính Cận, quản lý của nhiều keo nổi tiếng tại Việt Nam. Đi đá banh hay đi ăn cắp trứng gà vậy hai bạn áo hồng kia ơi. Ê trời. Ôi trời. Anh Kiên bọc lót tốt, còn Warren dẫn bóng hơi dài. Lấy bạn. Lúc này thì lê bóng đã được thay bằng Linh Trà Neo. 4-2 nha anh em ơi. Hả? Ôi. Vẫn là những pha dắt bóng của Warren. Dừng mình, chúng em tông luôn rồi. Mất chết nha.
hết. Team xanh vừa bị thua một trái, nhưng tiếc quá mình không quay được pha đó. Quay được, không anh? Đã luôn, lại thế. Ôi, sút luôn thôi, sút cục xa luôn. anh Vũ. Luôn. Giữ, từ từ. Ây. Ok. Còn phút. Đồng. Một người cao sau lưng. Đi em. Và bây giờ thì Huỳnh vào thay cho vị trí của Bi Kính Cận. Dọc biên. Không được, đi xa ra, cứ không vô lùi ra. Rồi xong, đã biết lý do tại sao Việt Anh nó không biết ném biên. Tại Phúc nó có biết ném biên đâu. Cho tôi. Không nói nhiều hơn, trái này khi Messi báo rồi. Cú sút đầu tiên của Warren thì được anh Thịnh đỡ được, nhưng cú đánh đầu bồi sau đó thì bỏ tay rồi. Quá nhiều áo hồng trong vòng cấm ở tình huống này. Quên đắt. Quên nhận đắt. Ôi. Quỳnh ơi, Quỳnh chuyền nhìn lên cái Quỳnh. Liên tiếp là những cú sút của Warren. Anh Dũng. Quỳnh. Ôi Quỳnh ơi. Chạy luôn à Quỳnh ơi, chạy Quỳnh ơi. Chạy vô giỏi chạy. Phốc. Đi quanh. Nope. Ôi. Giữ lại cái, đừng đá liền. Nhìn Phúc ơi. Nope. Trời ơi. Đứng lại Phúc, anh sau lưng rồi, đứng lại. Nope. Trời ơi. Hai cú đá đầu của Huỳnh đưa bóng lên trời. Cơ hội thứ ba thì đưa bóng vào vị trí của Nick. Có lẽ do Huỳnh nó là thủ môn nên quen với việc phá bóng hơn là ghi bàn. Vâng, bá anh luôn không? Quay lên! Trời ơi! Người ta nói bất quá tam, còn pha này thì mình miễn bình luận nhé. Anh ơi, canh không? Anh canh rút gần, em canh rút xa thôi. Qua ranh mệt rồi, không xuống nổi đâu. Ôi, đồ bỏ. Một cái lồng sáng luôn, em đá chẹt là gãy đến anh Vũ. Trời ơi, em một đụng dính luôn. Cứng đôi chân luôn. Thôi, ủng. Má Quỳnh ơi Quỳnh, tận dụng đi em. Tao bao nhiêu trái rồi.
Và đó tiếp tục là một cú đá rất mạnh của Warren. Để ra bóng đã nằm gọn trong tay của anh Vũ Thịnh rồi. Nhưng cú chạm bóng của Kim Cang đã làm sững sờ hàng phòng ngự. Lúc này Kim Messi chuyển lên đá phía trên để tìm bàn gỡ, nhường lại tuyến dưới cho Long Thổ lo liệu. Tốc, tốc. Pha bắt bóng tốt của Nick Quy Trần. Thua, thua trái, thua trái. Chắc em. Nhìn lên. Bay, bay. Giữ tôn, giữ tôn. Nope. Giữ tôn, giữ lại. Banh nó mộ khô quá. Giữ lại một cái là đá chuyền được cái nữa. Giữ, giữ chắc bay. Giữ chắc bay, giữ chắc trước bay. Chắc quên. Giữ. Xa lưng nha, xa lưng nha, xa lưng tông. Quỳnh đá chạy. Lùi xíu tông rồi, lùi xíu tông rồi. Lại dỗ. Ừ, mới thấy luôn á. Một pha va chạm khá nguy hiểm, nhưng may quá không bị sao cả. Tôm quay được, sao lưng, sao lưng, sao lưng. Đi không, đi lòng, đi lòng. Gò đi, gò. Ừ, đúng rồi. Mệt với nó luôn đó, lòng. Mệt với... mệt với nó luôn. Anh em đó mệt nhất là tay anh Quỳnh, nhưng mà tay anh. Mấy anh em đang đá tiếp. Và mình đang ngồi trong một cái khung thành rất là đẹp, có màu đen ở đây, khung thành mini. Và dưới chân mình đó là ba cái điện thoại. Này máy quay mình đó, không biết là điện thoại của ai thì cứ để đó đi, ngồi canh thôi. Tiếp tục hiệp 2 nào. Kim Messi ráng kiếm một bàn đi nào. Cố lên. Quay luôn em, quay luôn em, quay luôn em. Ôi giời ơi. Hết rồi. Thôi. Thôi em. Tông rồi, tông rồi, tông rồi, tông rồi. Mình đá bóng đi rồi. Không được rồi. Tiền đạo này không bỏ được. Tiền đạo phải bắt lại. Lấy về, lấy. Liên tiếp là những pha băng nhưng anh Thịnh Vũ vẫn rất tập trung. Hey, lòng, 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 lòng. Oh. Oh.
một cú đá trái phá của Kim Messi. Rất tiếc bóng lại xoáy lệch ra khỏi góc A trong gang tấc. Long mày dạ thôi. Qua rồi nó bự thế kia đụng vô hỏi sao. Thả luôn thả bay. Thôi em tao qua gác bộ chạy về tao mới hết sức rồi. Xuống bàn rồi. Chuyền luôn, đi luôn anh. Cò xong chạy lên luôn anh. Đây. Ok, tốt Long ơi. Anh đã vào bầu cho anh đi. Ê, chạy. Quang rồi. Anh ta anh Thảo kìa thấy không? Ừ, một bên. Đâu quên. Quên. Tông ơi. Tông. Thảo. Yeah. Và cuối cùng thì Kim Messi cũng bỏ túi cho mình một bàn thắng rồi. Cũng khổ tâm lắm anh em ạ. Lên cao thì không ai thủ, còn thủ ở dưới thì không biết bao giờ mới có cơ hội ghi bàn đây. Ok, và đây là một pha xử lý tốt, một bàn thắng đẹp. Ok. Quanh, thả về. Trời. Nó đá lại cho anh bạo lên. Ngay tao ơi. Nãy giờ anh Thịnh ăn đạn cũng mệt mỏi. Bay. Giữ giúp anh đi chạy về. Về tới nhà luôn. Ai da. Thầy cái gì bi, chạy qua tay em. Xong. Anh Thịnh ơi. Ba pha cản phá bóng liên tiếp. Anh em thấy anh Thịnh goalkeeper hay thì thả like cho view clip này nhé. Đang ăn ngủ 1-4-3. Ok bây ơi. Em dưới đi Long, anh trên cho đổi lại. Ôi.
Phát đường gạt gót. Nói hồi đầu trận mình nói là đứng trước Warren có ai dám có ai dám đứng không? Đó. Coi tình huống này như thế nào nào. Messi đang đứng kìa. Coi chừng hư camera nha Messi ơi. Ừ, đá kỹ thuật. À, thì ra là đá kỹ thuật. Ông Quỳnh ơi. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, đã không được ra về. Em đá phải mất thua, đâu ai chạy về đâu. Hôm kiên thì quạo với cu hình, còn với mình thì thả ngay quả wow cho cú sút quá chất lượng của Đỗ Thanh Hoa. Ủa bông, nãy bông ba mà. Đâu, nãy bông ba. Em đã vô là 4-3 mà. Nhưng mà em cứ vô là 4-3 đó anh. Chứ em cứ vô là 4-3. Chứ anh đã vô là 4-3. Đâu, 4-3. Đều á ông Tài. Ông Tài lộn tí số rồi. 5 đều mới đúng á. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hơi phút. Ok Phúc, ok Phúc. Xa lưng, xa lưng. Ok boy, cố lên Phúc. Ơi, hết rồi, hết rồi. Hòa, đá lên. Hai cầu thủ áo xanh có vẻ bất lực trước pha đi bóng của Warren. Riêng cú sút thì miễn chê rồi cả nhà ơi. Mình thì chỉ thắc mắc rằng có phải ông Kiên sợ đau nên không lao lên cắt quả banh đó không? Thấy không? Thấy không? Trước mặt. Anh Long, anh Long. Sao? Giữ được. Ok, quên. Chuyền cho anh đi, em đảo nó mất thua liền không? Mất là thua liền à. Thua một trái. Để anh đá cho, Thôi, mình không nhận xét về pha bóng này đâu. Anh em tự comment nhận xét đi nhé. Và nếu thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh cho mình để nhé. Anh em thấy đó, cứ sau một bàn thắng diễn ra thì sẽ có một cú sút như vậy. Thả lòng Lưu Phúc, thả lòng Lưu Phúc ơi. Phúc ơi, Long ơi, Long ơi, về Long, Bỏ Phúc, Ơi. Đâu.
Má đừng gấp đi, không được, bánh nó tao bắt bài mà. Chết rồi. Má mình chuyện hư tự mới thua không à. Đừng có gấp, Chung cuộc, team áo hồng giành chiến thắng với khoảng cách là 3 bàn. Đâu em? Thôi chịu. Sớm hơn là hay rồi. Cái này long thổ lên sớm hơn là hay rồi. Đó. Ok. Đó Bi. Đó em. 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 Rồi. Trận đấu đã kết thúc với vô số bàn thắng. Ok ok, điện thoại ai trả lại điện thoại nè. Điện thoại của em hả tao? Ok ok ok. Nãy Messi nhường cho Long Thổ sút mấy trái quả sân giữa sân rất là nhiều. Cái mình ra mình đứng ở ngoài á thì mình nhắc cái Messi à, sao không đá đi, Vừa nhắc ông xong ông cầm banh ông đá, ông quất cái ngay góc A luôn. Ồ, nít bay người làm màu cho cái bàn thắng đó. Sao? Cũng là may mắn đó bạn, nhưng mà đó là 10 trái đó được 10 trái đâu, nhưng 10 trái chắc đá được 1 hay 2. May mắn đúng không? Nhưng mà nói chung là phải có kỹ năng thì mới đá được qua đó. Nhưng mà phải có may mắn thì mới thành công, chứ không phải là cứ có kỹ năng không là thành công. Thì nói chung là kỹ năng thì các bạn phải liên tập, nhưng mà đá banh có hơn nữa. Ok. Tuyệt vời, tuyệt vời. Phúc nó vừa mới kêu mình tại vì mình mặc áo màu hồng nên thành ra mình vô mình nhận cúp. Đó thấy không? Mình mặc áo hồng. Tại thực ra là cái áo đúng của mình là áo này nè. Chuyển nhượng cho Messi rồi nên ra thua thôi chứ không có vô nhận. Chứ vô nhận hình lên nói ủa kỳ á, đâu đá đâu có cúp, đi tới quay clip coi anh em đá. Và đó, mọi người đang ăn mừng gì. Đá hai đội có cúp luôn nha anh em. Quá vui, quá hoành tráng. Mình nghĩ như thế này, trận banh này ai thắng cũng được. Nhưng đã vào thi đấu thì chơi hết sức mình. Ai có nhiều sức thì bung hết sức, ai yếu thì cũng hoạt động năng nổ hết mình, như cái cách mà tất cả mọi người thi đấu ngày hôm nay vậy. Quả sức là tuyệt vời luôn. Mày không thở không nổi, gánh còng lưng luôn. Gánh còng lưng luôn mà vẫn thua. Thua không nổi. Bên kia đông đảo á. Đúng rồi. Thôi nếu anh em thấy hay nhớ like cái kênh, đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới nha. Mình hy vọng là mình sớm trở lại với các trận thi đấu bóng đá cùng với Messi rồi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.